dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm mãi như đông lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn gió đùa mặt hồ, lời ru man mát êm như sao dịu giật giơ, nắng mưa sớm chiều cuối cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con ta thức bao đêm chiều, con đã yên giấc mẹ cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một miền, tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm tan chia. Xóm làng gần xa tình mẹ dân tới trăm ngàn đứng lặng để nghe, lời ru sao xuyên núi đồi suối rừng răng tre, sông ven Thái Bình im lìm khi tiếng mẹ ru. Tiếng gọi đầu đời trên đôi môi trẻ thơ, và rồi sẽ ở lại mãi trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Bởi vì tình yêu nào thì cũng có thể đổi thay, mà chỉ riêng tình mẹ thì sắt son vĩnh cửu. Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương. Cha ơi, hai tiếng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Thi sĩ Bảng Bá Lân viết những lời chân chất ấy cũng chỉ mới nói lên được một phần nào tình yêu bao la của người mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Cùng cái ý ấy, Hải Huyền Chi giải bày sâu xa hơn cái tâm tình của người con khi hiểu được lòng mẹ. Biển sâu lòng mẹ sâu hơn, cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên, cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ báo đền công ơn.
Được tin mẹ 250 quy tòng tiên tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao sự có mặt của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng. Con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Tại nhà đây vương vân cô bóng xa ta, vô tưởng vô biên cùng được ngờ, ngục đập chân hình sinh tiền đỏ. Kêu em đây và cha dê ta giao hoan, ý thổ địa chân môn cần đăng trì đồn. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận những tấm khăn tang màu trắng, màu vàng. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già, máu thịt. Ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu, phải làm trọng. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa chưa kịp về chịu tang. Trước lúc đi xa, mẹ cho gọi cháu con, những người ngày đêm hết lòng chăm sóc mẹ. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Mẹ để lại vô vàn tình yêu thương với cha, người chồng mà mẹ và các con hết nỗi noi gương đã cùng mẹ đi suốt cuộc đời, từ thuở hàn vi tới ngày no ấm. Mẹ yêu quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại ôn hòa. Mẹ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc.
thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn đến gần bên mẹ, được nhìn mẹ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi, và tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để được sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại từ tôn. Mẹ ơi, người mẹ rất đỗi kính yêu của chúng con ơi, giờ đây có biết nỗi xót xa tràn ngập bên người. Cảnh biệt ly, lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Mẹ đã yên vị trong cụ quan tài sang trọng, chúc người yên giấc ngàn thu. Áo vải thì mẹ chê mềm, mua mẹ áo gỗ lót êm mẹ nằm. Vải vàng con gói vào trong, vải trắng cuốn tiếp là xong đặt vào. Cháu con lòng dạ nôn nao, ròng ròng nước mắt cúi chào bà con. Sau khi dâng nén tâm nhạc thành tình, tri ân trước án quyền của cổ xong, trân trọng kính mời đoàn trở lại bàn ca, xôi nước xôi chầu và chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình chúng tôi buổi tăng lễ chiều ngày hôm nay. Kính trước linh cữu của bà, và đã ra đi về thiên tổ
anh em chúng tôi có nén hương thơm thắp cho bà một nén hương trước khi bà về nơi cõi Phật để yên nghỉ rất là thu. Chúng tôi xin mật miệng, phúc mật miệng bắt đầu. Với thiên tổ, anh chị em chúng em có những nụ thơm bằng hoa tươi đến thắp hương cho chị và chia buồn cùng toàn thể gia quyến, gia đình cùng các cháu, tất cả để gửi lời chúc chị phúc hào nhất bắt đầu. Vâng, sau khi dâng nén tâm nhang thành kính, chúc án kiện của người chị, người bác, người má xong, chúc cho thánh hồi và thương mại trở lại bạn tăng. Sơn lúc xui trầu và chia sẻ nỗi đau thương mất mặt với gia đình chúng tôi quẩy đang lấy chiều ngày hôm nay. Chùa Phúc Hưng và trong nhà ta để tiến hành làm lễ.
kính thưa Trần Thị Thương, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1912, kính thưa gia đình và gia tộc. Trước tiên, thì Trần Thị Thương do vậy để điều con mỗi năm đã được một người đã được con cháu chăm sóc và người ta đoàn thể trong do tuổi của bà con và anh ấy đã không có bỏ. Nhân đầu tiên này, Đại Đức Thích Thiên Nhiên và 400 hộ thương Phật tử của Thế Tôn Nhân Chúng Tôi vô cùng tương tối đến bạn. Hôm nay, chúc mừng sẵn gặp bạn và toàn gia đình và gia bộ. Chúng tôi có bằng hoa tươi, có một bộ phận. Hôm nay, hôm nay, đến trước thì kính diễn với hội bạn, sau một chia buồn, từ đó ra thì ra bạn và bạn. Để chính thành và làm lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu bà bảy hương thắp hương và những người quý bà bảy. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phật ra vào thăm một tuần nhà hương. Xuân lên chư Phật người thương độ hoa hồng. Hồng ơi thân xuống đàn hà tràng. Có thầy túc trực đề hồn nghe. Bây giờ hôm nửa cùng nhau, bây giờ hôm thắc nay ai đàn na hoàng. Chùa gần cho trí chùa xa, các lão các già sửa soạn ra đi. Bây giờ cách trở làm gì hôm nay hồn thắc vậy thì than là ôi. Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Phật Di Đà. Tại con dân phương Phật Na Mà sống mà lại sống mãi đại à. Có ngầm ma cầu dòng rắn dương bay trên cầu còn cứ thăng đường về mái Tây Phương. Hình đạo hiểu ra thì chẳng thế làm bao người ta nể đứng chung. Con cháu chúc cháu anh em bầu bạn ông sầu nồng thôi. Nhớ đạo khi còn tại nồng thiên từ đầu cánh vào ngang.
nó quan công việc của nhà cái nền này cũng thật là cũng như thế thôi. Ta cố gắng làm người cứu mẫu ai đấy để giống như là chính phần tính chính phần mà lại theo Phật giáo để mà độ thân mong thoát khỏi trầm luân khổ hoài hướng đời đời cũng cảm kiêu giao bây đâu vừa Phật quy đầu cùng quyền cùng một cùng nhau một nguyện ta theo tu hành nên theo hóa phúc duyên giữa thực đã sâu dày thấy đà quả mãn thuyền đầy do hàng thân thích chúng tôi đầy tiến hành dốc lòng cảnh tụng kinh chi chú cầu linh tỉnh độ yêu căng đài khen Phật đón tiếp càng đời đời kiếp kiếp an nhàn thành thính tôi tình đồng đạo mấy lời vĩnh viễn mẹ tâm đạo ôn tiếp cả cùng ngờ đây ai lấy một lòng thành niệm Phật để cùng cầu siêu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kiếp Dẫn Chân Đến A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kiếp Dẫn Chân Đến A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kiếp Dẫn Chân Đến A Di Đà Phật. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho hội Phật tử chùa Phúc Hưng, thay mặt gia đình, gia tộc và ban tổ chức tang lễ, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã tới thắp nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho người thân trong gia đình, gia tộc chúng tôi là cụ Trần Thị Dung đến nơi an nghỉ cuối cùng được siêu thoát và động viên thăm hỏi gia tộc gia đình chúng tôi. Thay mặt gia tộc gia đình và ban tổ chức tang lễ, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà. Thank you.
khu phố cuối nơi đẹp là thanh đạo của bạn ngủ trong hoa sớm nở tối đẹp có nhau nay khi bà qua đời cứ sửa hôm qua là thật cho bà thân yêu tôi luôn cùng bạn ai rất cảm thương và cố gắng chia buồn trong sách và trận gia đình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi tin cụ qua lời một tình nào những xóm quốc hai chúng tôi tập trung tại Hòa Cang để lấy lễ vui chúng tôi ngồi vào tôi mà ăn rất là vui. Thay mặt cho tập thể mời ông cụ Văn Mặc lên thăm hương. Kính thưa hương hồn cụ Trần Thị Dung, kính thưa gia đình, thưa gia tộc, hội tình nghĩa phố Vân Hạnh chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin cụ về cùng với Tiên Tổ. Hôm nay trong hội phố Vân Hạnh chúng tôi có mặt đông đủ nguyên binh chào cụ khắp toàn hướng thư nước vào hoa tươi kính dưỡng hương hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc gửi tới toàn thể gia đình và các quyến để tưởng nhớ tới hồn cụ. Tôi là đi toàn thể các hội chúng ta cũng như mọi người có mặt tại đây hãy dành một chút tưởng niệm, một chút tưởng niệm được bắt đầu. Sau khi dân đẹp tâm nhắn thành kính tri ân trước ánh điện của cụ xong, trân trọng kính mời đoàn vợ đền bản nghĩa xóm phố Trương Thành mời đoàn trở lại bản tăng sư giúp xây chầu và chia sẻ cho tâm thư mất mát với gia đình chúng tôi gửi tới cảnh hôm nay. Đứng trước thiên hồn linh cữu của bà, chúng em có lẽ mua cơm chúc bà về nơi an nghỉ cuối cùng và chia buồn cùng gia đình và gia quyến. Sau khi dân nén tâm nhang thành kính tri ân trước ánh điện và người chỉ không ra xong, kính mời ông cùng gia đình trở lại bản tang rơi đúng sư tổ. Hôm nay tổ một chi hội chú tập tổ thứ hai của các cụ các ông các bà các bác ở chi hội đến tiếp linh tràng cụ có hoàng hoa tươi có lẽ hương thơm có thấy rất ngọ trước là để kính dưỡng lên trong để chi hội cử chúng ta chiến và tham tập để chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình gia tộc. Tôi đề nghị các cụ các ông các bà các bác dành một phần trọng lượng ông bà bác em anh chị đại diện cho hội chữ đỏ khu dân cư số 2 thị trấn Tân Lộc, thay mặt cho đồng học và gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các cụ ông bà bác anh chị tôi tới diễn ra tới phục viên người thân trong gia tộc gia đình tôi là cụ Trần Thị Dung người chia để thăm hỏi gia đình chúng tôi. Không biết những gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn các cô, con, các bà, các ông, các anh chị. Thank you.
trong lòng hoa tươi với kính viện và chia buồn cùng Phật gia thang để tưởng nhớ đến bà anh ta lúc phút và chia buồn sâu sắc với gia đình và gia tộc để tưởng nhớ đến vua Hùng Vương. Tôi đề nghị chúng ta cùng điều hành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
tục đại thừa kinh chú cập trì chú niệm Phật chuyên vị hồi hương hương linh ni na trần thị dung chân linh nga nhất vị chân linh duy nguyện thừa tam ma chư lục ý mà chỉ chân ngôn giáo ni triều thính chân ngôn cần đăng trì tụng chính là con chó
già lá sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sương miên rớt rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông yếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, đẹp sau người gánh chính là con. Sau đây phần nghi lễ tiễn biệt bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin thông báo chương trình nghi lễ tiễn biệt gồm: phần thứ nhất, đại diện đài bản thân Hoàng Vũ Hải Dương đọc lời chia buồn. Phần thứ hai, quý vị dành một phút mặc niệm và tăng quyến đi vòng quanh linh cữu để tiễn biệt lần cuối trước khi đưa linh cữu vào hóa thân. Tiếp theo lễ tang tiễn biệt, ban tổ chức lễ tang xin gửi tới thân nhân tăng quyến lời chia buồn. Kính thưa hương hồn cụ Trần Thị Dung, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, kính thưa toàn thể tăng quyến thân nhân của các quý vị được tiễn, thay mặt cho tập thể cán bộ công nhân viên đại bảo thân, tôi xin chân thành bày tỏ sự thương tiếc, xin gửi tới trang quyến thân nhân của cụ lời chia buồn sâu sắc. Trước phong linh cụ, chúng tôi xin thành thân chia sẻ những đau thương mất mát lớn của gia đình, xin hết lòng để cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hoàn thành cho cụ được chu đáo cho. Xin cùng được tăng quyến nguyện cầu cho hương hồn cụ được thanh thản yên nghỉ lương có vinh hạnh. Xin kính mời các quý vị đưa tiễn cùng toàn thể tăng quyến đứng trang nghiêm cúi đầu dành một phút mặc niệm trước phong linh cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Thank you.
Trần Thị Dung, kính thưa gia đình thứ tổ, được cụ 250 về với tổ tiên, anh em chúng tôi ở bát hủ là em không điều đến thắp nén hương thơ để tưởng nhớ tới cụ và ra chia buồn cùng gia đình. Anh em chúng tôi xin được một chút tạm biệt để tưởng nhớ tới cụ và tiễn bắt đầu. Chỗ này và gia đình xin chân thành cảm ơn đến với bộ đoàn và một đoàn chân này bà ta sôi nước sôi chồng và chia sẻ với đau thương mất mát với gia đình chúng tôi. Thank you.
đã bao lần đặt vòng hoa, hương thơm viếng cụ tỏa ra bao lần. Người thân thương nặng lòng, nghĩa phân vân, chia sẻ bi khúc, trời xuân nhạt nhòa. Lính thiêng ở chốn gần xa, thấu trăng tạ cảm, lòng thành thế gian. Lặng mình đứng trước vong linh, xin ghi lòng thảo thơm lành gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn sao nhân bản, đời bao tấm lòng. Táng quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận, ngàn trùng bái nghi. Âm dương cách biệt còn ghi, người về chín suối và quy tổ thần. Người dương thế cả xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương. Nhớ khi cụ sống khiêm nhường, cần cù tiết kiệm theo gương tiên hiền. Người đi để lại đau lòng, mang người chín suối ngàn năm ngập cười. Giờ phút đau thương, xóm mạc họ hàng, con cháu anh em cùng bạn bè thân hữu, với nén tâm hương thành kính, cho thấu thêm nỗi buồn chia ly từ biệt. Mẹ ơi, vậy là khói tỏa ngàn mai, vẫn ánh dương, nhạc lòng ai khóc nỗi bi thương. Mây trăng muôn trùng bao nỗi nhớ, nước sông trôi nhẹ những niềm thương. Tình người bất hủ muôn luôn thuở, thắm mãi tâm vàng đậm sắc hương. Người về kẻ ở bao nhung nhớ, đẹp mãi cảnh người nghĩa vấn vương. Bến nước mấy người trong niềm nhớ, cố vẫn dẫu xa lát dặm trường. Một nén hương thơm thấu cửu trùng, cho người ở lại mãi mung lung. Tình nghĩa vẹn nguyên âu tơ dứt, bến cũ nơi đây khúc bi thương. Ra đi có nhớ mẹ ơi, bao đoàn người đến một lời tiễn đưa. Lòng người như có nước mưa, sụt sùi thấm lệ, lòng tê tái buồn. Nắng mưa giọt lệ con tuôn, đẹp lời hiếu kính của muôn phương này. Gió đông nhẹ nhẹ đã về, lá rơi xào xạc não nề lòng con. Bâng khuâng tiếng vọng du dương, heo may gió lạnh hư không gọi mời. Bao bà con xóm làng cùng họ hàng thân thích đã đến tiễn biệt mẹ đi, mà nỗi lòng chịu nặng ưu tư, xôn xao kỷ niệm đã đi cùng người. Những người cùng chung đường bước với mẹ tôi, cùng đồng hiếu hỉ một đời bên nhau. Bốn phương cùng bước chung câu nghĩa tình, nhớ thương trong nỗi nao lòng, chí ly cách trở dòng sông bến nàng. Bên kia thế giới mẹ sang, hỡi mẹ ngoảnh lại họ hàng ngóng trông. Ngẩn ngơ nỗi nhớ cùng mong, bậc thềm nắng rụng chiều đông gọi mời. Nén nhang thơm khói chơi vơi, chạnh lòng thương tiếc bóng người hôm nao. Vắng rồi bóng núi thái cao, câu văn héo hắt lòng sao xuyến lòng.
nay vắng mẹ, bạn lão sang chơi, cho con thêm nhớ cái thời hôm qua. Nhớ đêm bão táp mưa xa, trăng soi bóng lẻ nóc nhà hôm nay. Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, rồi câu mẹ dặn con hay vẹn toàn. Nắng chiều lạnh buốt lê thê, một vầng trăng khuyết hiện về hôm nao. Nhạc buồn cầu nguyện đêm ngày, lòng con cháu hứa từ nay âm thầm. Lửa thiêng đốt những tháng năm, tiếng kèn vi vút xa xăm tiễn người. Dập dìu khói tỏa mây trôi, ngàn câu trăn trở một lời biệt ly. Tây nhà lấy vào vân vô tăng ta ba, vô lượng vô biên công được đó, lúc đặt chân linh sinh tịnh độ. Kêu liên đại bản di đà giao yêu hàn, ý độ địa chân môn cần đăng chỉ tụng. Nó ra ra nhà ra mai mong lên chư Phật rồi còn đốt đồ vân đi từ kệ tượng văn đại ý mang lên chư Phật liền rằng đốt đồ mô vân coi mô đốt mô đốt đồ mô luôn vân coi mô thực tế. Nam mô văn coi mô đốt ma ma tinh không nhà chân ngon an tu ni tu ni ma tu ni tu tu ni đa ba tu ni tu ni ma tu ni tu tu ni đa ba tinh thân nhà chân ngon an tu đa ni tu đa ni tu ma ni sa ma ham. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hãy coi chư ta sắp quy thước vong ra ngoài. Hai ông đại mộ đứng cai cho các lão tôi vào cầm phương thước vong trông đánh vang rừng bên nà tay con niệm nam mô quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát tiếp tận chân linh cụ trần thị dung hiệu diệu tâm a di đà phật con niệm nam mô chân linh cụ trần thị dung liệu diệu tâm a di đà phật con niệm nam mô quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát tiếp dẫn chân linh a di đà phật con niệm nam mô trần thị dung hiệu diệu tâm a di đà phật chân linh a di đà phật thay mặt cho ban tổ chức xin kính mời tất cả các cụ công và cùng toàn thể nhân dân trong phòng trang để ban tổ chức xin phép được bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Trần Thị Dung, kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia tộc cùng các nguyễn ban tang lễ cùng toàn thể các ban ngành trong khu vô cùng xúc động khi nhận được tin báo cụ Trần Thị Dung đã từ trần. Cụ Trần Thị Dung sinh năm 1952 là hội viên Hội người cao tuổi, hội viên Hội chữ thập đỏ Việt Nam, hội viên Hội phụ nữ, Hội Phật giáo chùa Phú Đức thuộc khu dân cư số 2 thị trấn Gia Lộc. Trong thời gian cụ lâm bệnh, cụ đã được người thân, con cháu, nội ngoại, các ban ngành đoàn thể đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân khu phố mong cụ chóng phục hồi sức khỏe. Xong bệnh tình quá nặng, sức yếu, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 5 giờ 29 phút ngày 3 tháng 6 năm 2023, tức ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, cụ hưởng thọ 72 tuổi. Được sự nhất trí của ban tang lễ, hội người cao tuổi khu hai, gia đình và gia tộc cùng toàn thể nhân dân Yên Khu, hôm nay trở về phòng tang làm lễ phúc viếng và truy điệu đưa ra cụ về nơi yên nghỉ tại nghĩa trang thuê nhà. Để tiến hành hoàn làm lễ, tôi xin trân trọng và giới thiệu cụ Đỗ Thị Lật lên thắp hương và đặt vòng hoa. Xin kính mời cụ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Đỗ Đức Vũ thay mặt. Thank you.
vong hương hồn cụ Trần Thị Dung, cô hưởng thọ 72 tuổi. Kính thưa gia đình tang hiếu, thân quyến và gia tộc, kính thưa các cụ, các ông, các bà, hội người cao tuổi cô ai cùng liên khu thị trấn Gia Lộc, các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân. Cụ Trần Thị Dung sinh ngày 16 tháng 8 năm 1952, nguyên quán thôn Phương Điếm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, nơi thường trú hiện nay, số nhà 19A, phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương. Cụ do sức khỏe yếu, bệnh trọng, cụ đã được con cháu, người thân, họ hàng hết lòng chăm sóc, thuốc men, chạy chữa, chu đáo, song cụ vẫn không qua khỏi. Cụ đã tạ thế theo về với tiên tổ vào hồi 5 giờ 29 phút ngày 3 tháng 6, tức ngày 16 tháng 4 âm lịch năm 2023 Quý Mão. Cụ hưởng thọ 72 tuổi. Nhận được tin mừng này, ban tang lễ, hội người cao tuổi, các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân quê nhà có sửa lễ hương huê tới phúng viếng, chia buồn và tổ chức lễ an táng, tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà vào hồi 15 giờ 3 phút ngày 4 tháng 6, tức ngày 17 tháng 4 âm lịch. Kính viếng hương hồn cụ, lúc đương thời cụ luôn luôn nhiệt tình tích cực tham gia trong các chi hội, hội người cao tuổi khu ai, hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, hội Phật giáo chùa Phúc Hưng. Là hội viên tham gia trong các hội, cụ đều sinh hoạt tích cực, nhiệt tình, nên các tập thể và các hội đều kính trọng mến yêu. Kính thưa hương hồn cụ, cụ sinh hạ được 4 người con, 1 trai 3 gái. Lấy các con của cụ đều đã trưởng thành, yên bề gia thất. Cụ và gia đình luôn luôn chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng địa phương phấn đấu gia đình văn hóa, cùng xóm phố khu vai thị trấn quê hương không ngừng đổi mới giàu đẹp văn minh. Kính vong hương hồn cụ, cụ mất đi là một tổn thất sầu buồn lớn lao. Con cháu chắc mất đi một người mẹ, một người bà, người cụ hiền hòa, giản dị, mẫu mực, kính yêu. Các đoàn thể thiếu vắng vĩnh viễn một hội viên gương mẫu, nhiệt tình, hăng hái, sôi nổi, hòa đồng. Họ hàng nội ngoại thân quyến gần xa khuất bóng một người thân gắn bó, đoàn kết, lề lết, tập ước gia quy. Xóm làng khu phố mất đi một người gần gũi thân thương, sớm lửa thối đèn bên nhau gắn bó, buồn vui san sẻ. Những than ôn nỗi sầu buồn dương thế, 5 tháng khắc ghi, ông dương giờ đây cách biệt, buồn thương tình nghĩa biệt ly. Kính vong hương hồn cụ, cụ mất đi là một tổn thất lớn lao, bao nhớ thương sầu lặng khôn nguôi. Dẫu đã đành, quy luật của vòng quay luôn thường tạo hóa, sinh có hẹn, tử biệt ly, sống là gửi, thác là về. Cụ đã vội vã ra đi, lấy bông chốc tam hóa thân thành người thiên cổ. Kính thưa hương hồn cụ, ban tang lễ, hội người cao tuổi, cùng đoàn thể và toàn thể dân làng xin sẻ chia nỗi tang buồn tới tang gia và gia tộc. Trước linh sàng khói hương thơm tỏa, hương ngắm di ảnh trang linh, cảnh tiễn đưa vĩnh biệt giờ phút chia ly. Hội người cao tuổi, đoàn thể dân làng kính chúc hương hồn cụ yên nghỉ nơi chín suối cửu trùng, quy y cõi Phật, hạt giá vân du, vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Hội người cao tuổi có đôi lời vĩnh biệt cụ. 72 tuổi bạc cụ ơi, lấy cụ mất bóng về nơi kiểu trùng, tan sầu lưu biệt thấu cùng,
họ hàng xóm phố cả các vùng nhớ thương, cùng về cực lạc Tây Phương, âm dương đôi ngả lẻo đường mở xa, hội người cao tuổi quê nhà vĩnh biệt đưa tiễn cụ bà giờ đây, tiếng hoan tình lặng nghĩa đầy, chúc cụ an giấc tháng ngày thiên thu, xin vĩnh biệt cụ. Để vĩnh biệt cụ Trần Thị Dung, xin mời các cụ, các bà cùng toàn thể nhân dân dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời quý vị đại diện cho gia đình dân tộc phát biểu. Xin kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các cụ, các ông, các bà trong hội người cao tuổi của khu dân cư số 2 thị trấn Đà Lộc và liên khu của thị trấn Đà Lộc, kính thưa các cụ, các ông, các bà trong hội Phật giáo chùa Phúc Hưng, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa các đồng chí cán bộ lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của thị trấn, các bậc niên gia, nhân gia. Cụ Trần Thị Dung là người thân và là người trong gia tộc chúng tôi. Sau một thời gian lâm trọng bệnh, cụ đã từ trần lúc 5 giờ 29 phút sáng ngày hôm qua. Cụ hưởng thọ 72 tuổi. Trong cả quá trình đau yếu, cụ Trần Thị Dung và gia đình đã được đón tiếp các cụ, các bà trong hội người cao tuổi của khu dân cư số 2, cũng như bạn bè thân bằng cũ gần xa và nhân dân khu phố đến động viên thăm hỏi. Từ hôm qua đến nay, gia tộc và gia đình chúng tôi đã được đón tiếp các cụ, các bà cùng toàn thể nhân dân, các đoàn thể, bà con xóm phố đến đặt lễ kính viếng hương hồn cụ Trần Thị Dung và chia buồn cùng với gia tộc gia đình chúng tôi. Trong giờ phút tang thương này, gia tộc gia đình chúng tôi lại được đón tiếp ban tang lễ các cụ, các bà trong hội người cao tuổi của thị trấn Gia Lộc cùng toàn thể nhân dân và các ban ngành đoàn thể đến kết hợp cùng với gia tộc chúng tôi tổ chức lễ truy điệu và lễ an táng cụ Trần Thị Dung, đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong thời tiết khắc nghiệt, sự có mặt của các cụ, các bà và toàn thể các quý vị là niềm xúc động cho gia tộc và gia đình chúng tôi. Được phép thay mặt cho gia tộc và gia đình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tấm lòng quý báu của các cụ, các bà, ban tang lễ và toàn thể các quý vị. Một lần nữa, thay mặt gia tộc gia đình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn. Lễ truy điệu đã xong, đã đến giờ chuyển cứu, đưa cụ Trần Thị Dung ra nơi an nghỉ. Xin mời hai chấp hiệu, mời các cụ cùng toàn thể nhân dân đưa bà Trần Thị Dung ra nơi an nghỉ. Thank you.
con chưa kịp đền đáp được gì thì mẹ đã nhẹ nhàng ra đi. Núi ơi, núi cao chi vời vợi, sông ơi, sông sâu chi vời vợi, công ơn mẹ hiền còn cao vời hơn núi sông kia. Gió lặng một chiều mẹ tôi ra đi, mẹ về nơi cõi xa, nơi ấy có màu trắng tinh khôi, nơi ấy có màu đen thanh khiết. Mẹ buông lơi đôi gánh đùa, bao năm tháng đã nặng quằn vai. Mẹ tôi là dòng suối Mã. Mẹ ơi, người mẹ muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời mẹ bao phần vất vả, từ thủa hàn vi phải chắt chiu từng bát gạo củ khoai. Mẹ đã cùng cha tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn lên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được trường thọ, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Nhưng con cháu ở xa chưa được về sum họp, chưa hưởng đoàn viên, thì mẹ đã vội theo hầu tiên tổ. Khi mới sớm qua thu, chén trà nóng con pha, mẹ chưa kịp uống, mẹ đã lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thâu đêm, ý tưởng của người muốn trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng lời mẹ dạy, chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người, trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn cho nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời mẹ dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Đến với đám tang của mẹ hôm nay bằng cả tấm lòng tiễn biệt người thật là trang trọng. Tiếng trống kèn vang vọng muôn phương, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thật sự là đoàn kết, là tấm lòng, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này vang vọng sâu xa. Khi sống, mẹ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi mẹ đi xa, tình làng nghĩa xóm và tang quyến vẫn như một nhà, thủy chung son sắt. Mẹ ơi, lòng con quặn thắt chiều nay, này em cùng yêu thương nhau nhé, này anh chị ơi xin gắn bó. Mẹ xa khuất rồi, xa khuất rồi, khúc hát xin kính dâng người. Mẹ ơi, năm tháng
như là trời cao như nước trên nguồn trắng xóa. Đi đầu đoạn đưa tang là cờ chướng xí đang tung bay dập cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình xa nghĩa nặng, gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản, suối vàng lâm du. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buồn tiễn đưa mẹ về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, hôm nay có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tỉnh liên giao, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người cùng chiến đấu và công tác với mẹ, với con cháu của mẹ. Ví là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả, đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người ca vời vời, nhưng đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu, thiên vác nắng nội đầu, tình người làm dịu mát. Ôi đồng đội quê hương, trải chín nắng mười sương trong dãi dầu quê sớm. Đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Đi gần hết ga đời, lời ru mẹ chưa vui, thương mẹ ngực con xin đem bông trắng cài lên. Khi đến gần huyệt, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu đang như muốn níu giữ cỗ quan tài, đang từ từ đi xuống huyệt. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ôi trời cao lồng lộng, ôi đất dày thâm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất lúc này cũng trải bao lần lịch sử. Ta nhớ ơn người, muôn thuở đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ. Chúc người yên giấc mộng say, nghìn thu thơm thảo, đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa, hoa thơm trái ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Mẹ ơi, mẹ đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Riêng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng mẹ. Mẹ ơi, con vụng chưa biết lễ, chút lòng thành thắp mẹ nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ mẹ chỉ khóc thầm lặng lẽ. Mẹ ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm mẹ buồn rầu, ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ. Làm con phải yêu
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời.